Mày đâu để vàng đâu? Mày đâu? Mày giấu đâu? Thế tại sao hôm qua tao hỏi mày là mày tiêu hết chưa? Giờ vàng đâu? Tiền đâu? Mày bảo là mày tiêu hết rồi. Tại sao bảo hết rồi? Mày điều à? Hả? Thôi anh ạ. Thôi anh ạ. Vào cái đàn ấy, vào cái đàn ấy. Chỉ đứng cái vàng gì? Mày làm thì mày phải chấp nhận thôi. Vào cái đàn ấy, con mày nhá. Mang lên cho Long An để cho người ta giải quyết. Hôm nay chúng nó bảo là chúng nó giải quyết. Vào xem chúng nó như nào. Vào đòi bắt chúng nó phải giải chứ. Ê chúng mày như nào? Hả? Ê chúng mày như thế nào? Chúng mày bảo với tao là hôm nay chúng mày giả tiền. Chúng mày gọi cho ông già bà già mà chưa? Em gọi rồi ạ. Ông già bà già mà bảo sao? Bố mẹ em bảo em, bảo bố mẹ em thì không biết là em lấy chỗ vàng của anh. Thế là mày như nào? Thế không biết là ông già à? Bây giờ mày phải có cái trách nhiệm mày giả vàng tao. Còn chúng mày nhá. Ha, thì chúng mày không giả được ấy thì lên công an. Cút ra ngoài. Không. Không có lo chuyện gì cả. Để tao đưa mày lên qua luôn. Lỗi làm gì? Lỗi làm việc nó ra tiền à? Mày nói mày bảo với tao là hôm nay chúng mày giả tao mà. Mà trong khi đó chúng mày có giả chưa? Bên lên công an luôn nhá. Mày em xin lỗi ạ. Xin lỗi gì cả. Mày nghĩ mày xin lỗi mà tao thả? Mày bảo với tao là ngày mai em gọi điện cho bố mẹ của em giả anh. Thế hôm nay bố mẹ mày đấy chưa? Chưa một ai đến, đi ra lên qua luôn. Hai người lên qua luôn. Mày thôi đi gì? Trong ngày hôm nay chúng mày mà không trả vào anh chị tao ra, chúng mày cứ lên cơ phường đi. Lên cơ quan nói chuyện với công an, lên trình bày công an. Thôi. Bước lên xe. Hai đứa chúng mày lên đây công an làm việc. Bọn ra. Bây giờ cái số vàng của anh bọn em giấu hết nhà Kiệt. Còn trước em đưa cho anh một nửa, bây giờ còn một nửa em mất nhà Kiệt. Là sao như nào? Mày giấu nhà Kiệt á? Nó rõ ra. Thế tại sao mà mày bảo tao mà tiêu hết rồi? Mày tại sao mày bảo tao mà tiêu hết rồi? Hả? Số vàng đấy thì em giả anh một nửa. Mày bảo tao là mày tiêu hết rồi. Trong khi đó hôm nay tao dọa lên quan mày mới sợ. Mày bảo để vàng đâu? Mày giấu đâu? Mày giấu đâu? Giấu nhà em. Thế tại sao hôm qua tao hỏi mày là mày tiêu hết chưa? Giờ vàng đâu? Tiền đâu? Mày bảo là mày tiêu hết rồi. Tại sao bảo hết rồi? Thôi anh ạ. Mày bảo tao mà đi làm sao đấy? Mày hiểu chưa? Mày đi đâu? Mày đi đâu? Từ anh ơi. Mày đi đâu không? Mày đi đâu không? Thế tiếp theo mày có giấu bao nhiêu vàng để được chỗ nào? Để chỗ nào? Tủ nào? Đi rồi mày đi về với chỗ không? Thằng này đi chỗ, thằng này đi chỗ. Mày ở đâu? Mày trong tủ đúng không? Thế tại sao mà qua mày nói nhé? Mày xin lỗi gì? Mày ở nhà. Mày cứ ra ngoài. Thằng này nhá. Thằng này bây giờ đi về với tao. Mày về nhà mày. Mày lấy lại cái số vàng cho tao. Mày để đâu mày về cho tao. Mày đi đâu nhà? Mày ngồi đây. Mày ngồi đây. Mày ngồi đây, tao chở mày đi về. Mày giấu đâu mày về mày lấy ở đấy. Thế tại sao mà chúng mày giấu ở nhà thằng Kiệt một số vàng con thế? Mà chúng mày nói đi nói đưa anh chị là bảo tiêu hết rồi hả? Thế như nào? Mày lươn khôn vào tao à? Mày lươn khôn đấy à? Muốn dạy này? Mày định lươn lẹo à? Bọn em không dám lươn khôn tại vì bây giờ số vàng bọn em không dám tiêu của anh chị. Thế tại sao mày không nói thẳng ra là số vàng nửa kia là mày, chúng mày vẫn cất giấu? Mà chúng mày lại bảo với thằng con tao là chúng mày tiêu rồi. Chúng mày định lươn khôn cái gì hả? Chúng mày định hấp một cất của nhà tao à? Là như thế nào? Bây giờ bọn em thứ nhất là vàng của anh chị bọn em không dám bán. Còn tiền em đi hát thì cả đi ăn chơi thôi, toàn tiền của bọn em bỏ ra. Thế tại sao hôm qua mày không nói luôn đi? Sao mày không nói luôn đi hả? Hôm nay mày xác định rồi, không có số vàng mà anh Kiên lấy lại được thì mày liều hồn đi lên công an. Cả gia đình tao khốn khổ vì chúng mày. Bao nhiêu tiền của chúng mày cướp hết sạch. Còn nên chúng mày ấy, hôm nay ấy không trang trải đầy đủ vàng phần của tao nhá. Chúng mày cứ lên trên kia, lên trên phường mà giải quyết, được chưa? Nên mày nhớ chưa? Mày liều hồn đi nha. Mày với anh cái gì nữa? Số vàng của chị Kiệt nó giữ với anh Kiên đang nôi về để lấy vàng rồi. Bây giờ chị tao cho em lần này. Tao đợi thằng Kiệt với cả. Bây giờ mày còn xin tha gì hả? Tao đếm từng cái một mà thiếu từng cái nhá. Tao bắt mày về nhà, nhà bố mẹ mày trả cho tao. Có gì chị tha cho em lần này. Này con chặt tha thứ cho mày đâu. Không phải đánh nó nữa. Hả? Cái loại mày đi là người nhà đi vào nhà. Nước nó phải trong phòng đi bạn ơi. Đi vào đi. Nó lại chạy đi mất đấy. Mày nghĩ tha lỗi cho mày là được không? Bước vào.
Hay là thằng kia nó lừa để mà nó ra ở kia lại anh Kiên thì sao? Có phải không? Em không biết nữa, nay em đang lo cho anh Kiên đi dừa đường. Ừ. Bây giờ thằng chúng mày đi lấy xe cho mày đi tìm anh Kiên rồi chị. Các là chị lo quá, không biết là về chưa? Ôi, anh Kiên về chị ạ. Anh Kiên về ạ. Anh à? Anh lấy lại được vàng không? Đây rồi. Có vàng không ạ? Mày lấy vàng không? Đây. Anh kiểm tra xem có thiếu vàng không anh? Thằng kia ra luôn rồi. Lôi kia ra chúng ơi. Đây là vòng cổ này với cả là hai cái lắc tay. Cái nhẫn với cả bên tai này, còn thiếu đúng đây là con số lắc này. Đầy đủ hết vàng đấy chứ. Đầy đủ chưa? Đầy đủ chưa? Còn thiếu bao nhiêu nữa? Đúng rồi, đúng rồi. Còn bởi vì là chị nhớ là còn cái một mày đưa cho tao là cái số kia là một nửa đúng không? Bây giờ đây là một nửa còn lại nhá. Mày thích mày không đưa luôn đi, tại sao bây giờ mới đưa? Nó định lỉm thì nó mất tiêu chứ còn gì nữa? Thế tại sao hai đứa không bắt tay mà, bắt tay không làm sao? Mà còn lâu chúng mày trẻ à? Bây giờ số vàng đấy bọn em giấu đi để bọn em... Đi thủ tiêu thì... Mở mồm to ra, không phải thấy gì hết. Đến bây giờ bọn tao cho lên cô hàng mới mày sẽ sợ mày làm như thế à? Mới sợ mày chịu trả vàng á? Thôi em biết lỗi rồi, anh chị tha cho em lần này chứ. Em biết lỗi sai của mình rồi. Giờ mày đi ăn trộm xong mày bảo là xin lỗi đã xong hả? Mày đi ăn trộm xong rồi mày để nhà người ta khốn đốn. Bao nhiêu ngày đi bắt chúng mày đi tìm trả vàng. Không được. Ốm lên đồng xuống với chúng mày. Không ai thương hại rồi chúng mày ăn trộm cắp như thế đâu, đừng mà xin. Mà ra bảo xin lỗi. Thôi chị, bây giờ bọn em đã sai, bọn em biết sửa. Em muốn sửa chữa bằng em chuộc lỗi với cả anh chị. Cho thế thôi. Bây giờ mày gây bao nhiêu chuyện ra, bây giờ mày ăn trộm ăn cắp với các kiểu. Trình bày đi. Bây giờ nhá, vàng nó giả rồi, còn hai đứa chúng mày nhá giả rồi đúng không? Bây giờ chúng mày phải chịu pháp luật, lên cơ quan thế thôi. Con mày xin đi gì? Mày muốn nói không? Mày nói một là một, hai là hai. Còn thằng kia này nhá, bao giờ mày làm với người đâu? Bỏ ra! Bỏ ra không? Bỏ cái đàng đi, bỏ cái đàng đi. Chỉ đứng cái vàng gì? Mày làm thì mày phải chấp nhận thôi. Vào cái đàng đi, con mày nhá. Mang lên cho Long An để cho người ta giải quyết. Bây giờ chỉ có đưa lên công an thôi. Mày xin đi chứ. Hả? Mày biết mày bây giờ nhá. Chúng mày lấy vàng của tao. Nếu như tao cũng biết bộ mặt của tao, chúng mày còn giả tạo ra như nào? Hả? Chúng mày đi giả tạo tao đến đâu đó? Bộ qua đi em rút. Hả? Bộ em biết sai rồi. Biết. Sai ý. Về nhà sửa của mày. Còn tao có cho mày cơ hội nào đâu. Dương vào thằng tao ấy. Mày xin lỗi luôn. Mày bỏ cái này cho bẩn ra. Còn hai đứa chúng mày này, mày biết này. Bây giờ ấy, tuổi con trẻ ra ngoài xã hội bớt ngông nghênh đi. Bớt thể hiện đi, bỏ cái tính trộm cắp đi. Mày đi làm ở đâu cũng thế thôi. Còn chúng mày nhá, đi làm nhá mà bỏ cái tính này thì mày không bỏ cái tính này đi. Người ta có mẹ mày tay luôn đi. Hiểu chưa? Mày đã bao vụ rồi? Mày bao vụ rồi? Một đâu? Bao vụ rồi? Thằng này nó xui mày hay là bàn nhau ai xui mày hay là mày bảo nó thế nào mở lên bàn nhau một đâu thằng này đúng không, thằng này xui thằng xui nó còn rút cam nhưng mà hai chúng mày bàn nhau đúng không? Thế tại sao mà chúng mày không có công việc à? Hả? Thế chúng mày xin tao ở đây chúng mày làm với tao, thế chúng mày quá tao gì hả? Chúng mày tao quá tao cái gì mày nhà mày là mày bán nó đi. Này, nhà tao rồi. Chúng mày vào bán nó đi, lấy sổ đỏ tao bán đi. Tách cái lòi chúng mày cũng đem bán sổ đỏ cho tao luôn, hiểu chưa? Sổ đỏ nhá, mày mà bán nhá, chúng mày lên quan mà ngồi. Không bao giờ có cái chuyện là chúng mày có đứng ở đây đâu. Bây giờ bọn em đã sai gì có gì anh? Đã sai thì lên công an để mà sửa. Lên nó còn tao này, còn tao này. Không cho mày sai sửa gì đâu. Bây giờ chả trình bày gì nữa. Này, nếu mà ngay từ bỏ cái tay lên vợ tao à, mày này đâu có vợ tao đấy, mày có đâu có vợ tao không đấy? Dạ tao. Mày quay hết lại cho anh, mày mang anh ngoan luôn. Đây em quay hết rồi anh ạ. Bây giờ bọn em lên ngoan không? Anh tha cho em. Mày im không? Tao lên đấy để nói chuyện với người ta, cho công an người ta biết. Này, mày này ở đâu lấy làm người ta như nào để cho tất cả mọi người người ta biết là hai bộ mặt thật của chúng mày như nào, để cho tất cả dân mạng luôn. Bỏ tay ra. Mày bỏ tay không? Bỏ cái tay ra. Em không muốn lên công an đâu, anh tha cho em. Bỏ tay ra. Hai đứa chúng mày làm không dám nhận. Tất cả anh em nhá, nhìn kia ông mặt thầy luôn. Xem là bộ mặt của nó nhá. Hai thằng ăn trộm ăn cắp lấy vàng của mình này.
Đấy nhá, bằng hai thằng này nhá. Tôi làm từ chiều thôi. Anh em nhìn kỹ mặt nó nhá. Sức dài vai rộng, người to lớn như thế này mà đi ăn cắp ăn trộm, bỏ tay không trần diệt được mọi người ơi. Nó vào tem mình, nó vào tem mình. Nó học xong bây giờ nó lấy vàng mình hôm nay là tôi phải đèo tận về nhà. Nó lấy vàng, nó giấu ở trong tủ nhà nó. Ông già bà già nó vẫn nghĩ nó là ngoan. Thằng này năm nay là có mấy tuổi thôi, 206, 207, con này là 202, 204. Vẫn còn rất là trẻ mà sang nhà mình học lấy vàng nhà mình. Mình bây giờ mình sẽ quyết định là mình sẽ đưa hai bà đây qua luôn để chấm dứt luôn. Không bao giờ ấy tha lỗi các bạn luôn. Ôi, mày xin cái xó cái gì hả? Anh thương lòng cho bọn em cơ hội bọn em sửa sai. Thế rồi bọn em không muốn lên công an. Chúng mày mà biết sửa thì chúng mày đã sửa từ lần trước rồi. Không để anh tao khốn khổ như thế. Mà thôi chồng ơi, bây giờ lên công an cũng muộn rồi. Mà mình và vợ cũng không muốn phải làm to tác ở dưới đâu. Nó cũng trả mình. Phải cho lên công an. Bây giờ phải cho lên chứ. Phải cho lên chứ gì. Bọn em biết sai bọn em mới sửa. Có gì anh tha cho em lần này. Sửa cái gì mày? Lỗi là mình thì chúng ta không bao giờ chúng ta tha cho mày. Nhưng mà thôi, thương với bố mẹ mày già yếu, gia đình chúng mày khó khăn, bây giờ mà tống chúng mày lên công an thì khổ bố mẹ mày ra. Thì tao thương thì tao mới nói như thế đấy, tiếp thu vào. Nhưng mà bây giờ vào nói như thế và để cho nó nói chúng nó ở nhà, chúng nó đi ăn trộm ăn cắp, chúng nó làm lạm hại người thôi. Còn nếu mà bạn nuôi không gì bố mặt của chúng mày tao gì, sợ lần này sẽ có lần khác nó đi ăn trộm đấy. Bây giờ không thể bỏ qua được. Đã có một lần rồi nó phải có lần tiếp. Bọn này nó không thể tha được anh ạ. Cái bọn này bây giờ phải đánh như này. Bọn này cho nó ký vào một cái tờ giấy là từ bây giờ trở đi, nếu mà chúng nó ấy mà tái phạm lại thì mình sẽ giao lục cái video này lên công an. Đúng rồi. Còn nếu mà chúng mày ấy mà không tái phạm lại, chúng mày ngoan, chúng mày thực sự chúng mày thay đổi, cút khỏi tem tao. Chúng mày làm lại một người lương thiện đi, bỏ cái tính ăn trộm cắp đi, ký vào tờ giấy. Chúng mày rời khỏi tên tao luôn nhá. Biến ra khỏi tên tao. Từ bây giờ nhá, tao muốn thấy hai mặt chúng mày trong tên tao luôn. Để tao nhìn thấy mặt chúng mày ngoài đường nữa, đừng trách tao. Vào phía giấy. Thôi nghe bây giờ. Vào phía giấy đi. Vào phía giấy. Nhanh lên. Vào phía giấy. Đi nhanh lên. Đi nhanh chân lên. Mày có đi nhanh không? Ghi giấy xong. Ghi giấy xong nhá, cút luôn. Ngồi vào. Mày ngồi vào. Ngồi vào đây. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Mày có ngồi xuống không hả? Để ký cho nó xong nè, cho nó cút luôn. Không được anh em không xem gì đấy. Bây giờ bọn em đã biết sai rồi, có gì cho em cơ hội vào tem. Chứ bây giờ em không muốn về nhà đâu anh ạ.